Sự xuất hiện của Leo Messi trên đất Mỹ ngay lập tức đã trở thành một hiện tượng không thể nào quên cho vùng cấm của môn thể thao vua. Chỉ một cầu thủ đến đây thôi mà truyền thông khắp thế giới đang ngay lập tức phải hướng đến anh với ánh nhìn vô cùng kính nể. Từng trận đấu trôi qua, từng pha dê dắt bóng, và không chỉ những người hâm mộ cảm thấy no mắt trước màn biểu diễn có 1-0-2 mà mình được thưởng lãm. Thứ năng lượng tích cực này còn trở thành những tờ giấy bạc chui vào túi của giới chóp bu làm bóng đá nơi đây. Khi người hâm mộ nhận được cái mà mình mong muốn, thì không thể nói rằng những vị chủ tịch khéo léo này là tham lam hay lọc lõi được. Messi Effect chính là lời vắn tắt về thứ ma lực của El Pulga, và nó đang kéo đến một cơn mưa tiền trong tương lai gần cho đội bóng thành Miami. Giám đốc của câu lạc bộ này là Javier Asensi đã dự kiến doanh thu của đội bóng sẽ tăng kỷ lục lên mức 200 triệu đô la vào năm 2024. Con số này gấp 3 lần mục tiêu ban đầu đặt ra trước khi Lionel Messi đặt chân đến đây, cũng là cột mốc chưa từng có trong lịch sử MLS. Mức thăng tiến về doanh thu này đưa Inter Miami có thể sánh ngang với những đại gia hàng đầu châu Âu như là Paris Saint-Germain hay là Bayern Munich. Tờ Forbes đã cho biết rằng Inter Miami có được khoản thu nhập lên tới 56 triệu đô la vào năm 2022. Doanh thu dự kiến sẽ gấp đôi trong năm 2023 và mục tiêu gấp đôi phát nữa vào năm 2024 đang hiện hữu ngay trước mắt. Bởi thế mà không ít những tờ báo thời điểm này tán dương sự hiện diện của Lionel Messi không chỉ là hiện thân của cội nguồn môn thể thao vua tại đất Mỹ, mà nó còn là sự thành công trong một kỷ nguyên cách mạng bóng đá. Nhìn chung, nếu như nắm chắc được thời cơ này và tiếp tục gia tăng những khoản thu triệt để, thì số 10 huyền thoại của đội tuyển Argentina sẽ trở thành đấng cứu thế của cả một nền bóng đá không biết chừng. Đội bóng miền biển nước Mỹ đang liên tục thúc đẩy những dự án chẳng hạn như là nâng cấp sân vận động, cho thấy họ thực sự nghiêm túc về cơ hội ngàn năm có một. Hiện tại thì sân thi đấu của Inter Miami đang là DRV PNK với sức chứa chỉ là 19.100 chỗ ngồi. Nhưng rõ ràng với sự xuất hiện của GOAT, việc gia tăng số lượng vé là điều bắt buộc. Hiện tại thì sân vận động sẽ là mái nhà mới của họ là Miami Freedom Park, đang được khởi công xây dựng với sức chứa dự kiến là 25.000 chỗ ngồi và có thể được chính thức khánh thành vào một thời điểm nào đó tại MLS năm 2025. Chủ sở hữu quản lý của Inter Miami, Jorge Mas, cho biết về kế hoạch nâng tầm đội bóng của mình. Với Inter Miami, gia đình tôi bắt đầu xây dựng một điều gì đó thực sự cách mạng. Chỉ trong 4 năm, chúng tôi đã thay đổi nhận thức trên toàn thế giới về bóng đá Mỹ. Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng Miami Freedom Park, tầm nhìn tương tự đang định hướng cho chúng tôi. Trong việc tạo ra một không gian đa dạng hơn, chúng tôi sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới về những gì các khu liên hợp thể thao của mình. Chúng tôi mong muốn cung cấp một điểm đến ẩm thực và giải trí cho các gia đình thưởng thức. Tôi không thể chờ đợi để chào đón người hâm mộ của chúng tôi đến sân vận động hiện đại của chúng tôi và nghe những tiếng hô vang khi Messi và các cầu thủ Inter Miami của bạn ra sân lần đầu tiên vào năm 2025. Màn trình diễn của Lionel Messi vẫn đang là vô cùng rực cháy, bất kể anh có thời lượng ra sân như thế nào đi chăng nữa. Tất nhiên, những cổ động viên đã mất công lặn lội đường xá xa xôi và có những người phải trả mức giá vé đắt gấp 10 lần so với giá thị trường, đã cùng nhau tạo nên một quang cảnh có chút hỗn loạn, nhưng cũng ngập tràn tình yêu thương trên sân nhà của New York Red Bull trong trận đấu vừa rồi. Họ liên tục hô vang, chúng tôi muốn Messi, chúng tôi muốn Messi, cho đến khi anh thực sự xuất hiện vào sân và tạo nên điểm nhấn bằng một bàn thắng đậm chất tiki-taka trong những phút cuối cùng trước đội bóng nhà Red Bull. Sự bùng nổ lúc này mới xuất hiện, bất chấp rằng đội nhà đã có pha lập công dẫn trước ngay từ hiệp 1. Với 11 bàn thắng sau 9 lượt trận thì có thể khẳng định rằng Lionel Messi chính là cầu thủ đang có khởi đầu ấn tượng nhất khi đặt chân tới giải đấu MLS. Trận nào anh cũng sẵn sàng chiều lòng những người hâm mộ từ mọi cự ly và mọi cách dứt điểm khác nhau. Và nhiệm vụ của giới chóp bu quản lý đội bóng sẽ là làm sao đó để biến cho tập thể của mình trở nên xứng tầm với vị thế số 1 thế giới của cầu thủ mà họ mới đem về. Dĩ nhiên, không được đến 10 thì cũng phải được đến 5-6. Nếu như họ biết cách tận dụng ánh hào quang còn lại của El Pulga, thì đây chắc chắn sẽ là một mối quan hệ hợp tác bền vững, kể cả sau khi mà huyền thoại Argentina chính thức treo giải. Tuy nhiên thì thời điểm này, những gì mà khán giả thấy được lại là một phiên bản khác của hội chứng Messi Dependencia, thứ khó mà có tác dụng dài hạn. Đúng là Lionel Messi đã gây bão với những màn trình diễn của mình trên miền đất không phải là thánh địa của bóng đá. Nhưng có lẽ, dù đó có là New Wales Old Boys hay là Công an Hà Nội, thì mọi thứ cũng không có sự thay đổi là bao. Ở đâu Lionel Messi đặt chân tới, thì ở đó sẽ có sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Hành trình từ Zero đến Hero của anh, thì khán giả sẽ thường chỉ nhắc đến hai màu áo, đó là Barcelona và Argentina. Dù Lionel Messi có giành được chức vô địch Bắc Trung Mỹ League Cup cùng với tập thể Vice City, huấn luyện viên Gerardo Martino chỉ cần làm một phép thử đơn giản,
đó là thông báo với truyền thông là hôm nay Messi đi chơi không đá bóng nhá, xem ai sẽ đặt chân đến đây nào. Dường như cũng đồng tình với quan điểm này thì cựu danh thủ Chris Sutton trên podcast mới nhất mang tên It's All Kicking Off đã cho rằng nếu như Messi rời đi thì MLS sẽ trở lại với bản chất của một giải đấu dành cho những cầu thủ hết thời mà thôi. Tôi cho rằng MLS muốn nghĩ như vậy, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ lâu dài. Trước mắt, họ sẽ có Messi, và sau đó khi anh ấy đã có đủ, nó sẽ trở lại như trước đây. Đó là một giải đấu dành cho, tôi dám nói, những cầu thủ hết thời. Dành cho các cầu thủ châu Âu muốn đến Mỹ để sống cùng gia đình vào cuối sự nghiệp. Anh ấy vẫn tốt, nhưng bạn biết đấy, anh ấy sắp hết thời. Cũng giống như là Ronaldo phải dưỡng già ở Saudi Pro League. Họ không phải là những cầu thủ như trước đây, bởi vì nếu là vậy thì họ sẽ không đến đó. Anh ấy sắp kết thúc sự nghiệp. Anh ấy không phải là cầu thủ như trước đây, bởi vì nếu anh ấy có tham vọng nghiêm túc, anh ấy sẽ trở lại Barcelona. Ý tôi là Inter Miami thật tuyệt. Đi qua đó nhận tiền thưởng và nâng tầm hồ sơ một chút, anh ấy vẫn là một cầu thủ tuyệt vời và anh ấy sẽ thu hút đám đông. Thực tế thì môn thể thao vua trên miền đất Mỹ luôn phải dựa vào nguồn tiền tới từ những giải đấu châu Âu vượt Đại Tây Dương. Đây là điều xảy ra rõ nhất kể từ sau kỷ nguyên của David Beckham mà cho một chiến dịch dưỡng già quy mô diện rộng. Bản thân người Mỹ cũng yêu thích những môn thể thao thế mạnh của họ hơn là theo dõi chất lượng bóng đá được xem như ở vùng trũng trên toàn cầu. Tuy nhiên chắc chắn rằng nếu mà bi quan như vậy thì họ đã không chấp nhận đầu tư trọng điểm đạt đến những cột mốc mới của lịch sử túc cầu nơi đây. Những cầu thủ đặt chân đến xứ cờ hoa chơi bóng trước đây thì luôn ở trong giai đoạn cuối của sự nghiệp. Messi đã 36 tuổi, thế nhưng manh nha về giai đoạn mà anh sẽ chính thức treo giày vẫn còn mơ hồ lắm. Gột vẫn tạo nên những bước chạy khiến cho những cầu thủ khỏe chân mạnh tay phải hít khói. Bộ kỹ năng thì có cảm tưởng càng già thêm một tuổi thì Lionel Messi càng khủng khiếp hơn. Messi từng không phải là một ngôi sao đá phạt cho đến khi anh vượt qua độ tuổi 30. Và hãy nhớ rằng, cách đây chỉ 8 tháng thôi thì cũng con người ấy ở độ tuổi sát mốc tứ tuần cùng với tấm băng đội trưởng trên tay đã lên đỉnh thế giới cùng với La Albiceleste, chính thức nâng tầm mình thành bậc thánh nhân tại xứ Tango. Vấn đề tuổi tác sẽ bám theo Lionel Messi ở một lúc nào đó và bản thân anh thì cũng có thể nhận thức rõ được điều này. Tuy nhiên để mà nói rằng Messi đặt chân tới nước Mỹ dưỡng già sau những màn trình diễn vừa qua thì chỉ có thể được xem là một lời nhận xét mang tính phiến diện và không nhìn vào thực tế. Messi đặt chân tới bất cứ vùng đất nào thì đó cũng được xem là diễm phúc không chỉ của người hâm mộ mà còn là sự tài phiệt biết cách làm tiền. Anh là sự khác biệt hoàn toàn so với những bản hợp đồng từng đặt chân đến nước Mỹ chơi bóng với danh xưng là cựu cầu thủ của đội này, đội kia trước đây. Và biến số này thì hoàn toàn có thể khiến cho những lời đàm tiếu về mô hình trại dưỡng lão của MLS sẽ biến mất trong vài năm tới. Hiệu ứng Lionel Messi đang tạo nên sự thu hút chưa từng có về nền bóng đá khu vực Bắc Mỹ. Vậy thì tại sao họ không thể nghĩ đến một tương lai chưa từng có với khởi điểm là việc đem về con dê của làng túc cầu kia chứ?